mắt nhìn em qua tấm gương. Ta đã gặp nhau buổi rơi thật lâu, đêm nay dường như những ánh mắt nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất ngờ. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và mắt anh kiếm tìm, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Alo, quạt hai, hai. Các bạn tiếp tục lắng nghe những đoạn test về cái phần micro tiếng cao của DVS nha. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất ngờ. Phút giây anh nghẹn lời thì biết em yêu.
các bác khán giả của Cà Phê Hay nhớ cho đi em một like nhá. Rồi các bác ạ, vừa rồi là DVH đã xử lý xong về cái vấn đề âm thanh nha. Âm thanh với một cái cấu hình rất là đơn giản các bác. Cấu hình này thì có thể đi cho thuê những cái đám cưới hoặc những cái chương trình sự kiện nhỏ nhỏ. Nhưng mà chắc là chú Huynh sau này chắc là vẫn phải thêm độ 1-2 đôi nữa. 1-2 đôi nữa chồng lên trên. Đây là chủ đầu tư của chúng ta đây. Đại ca đội nón chủ đầu tư của cái dàn âm thanh này. Sau này thì chắc chắn là chú sẽ phải thêm 1-2 đôi nữa thì mới oánh được những cái đám nó to hơn và những cái không gian nó rộng lớn hơn. Và với cái cấu hình hai đôi loa dây từ neo với cả một cặp xúc kép. Và đồng bộ là dàn này là đều từ neo hết các bác nhá. Đây là dàn loa là của DVH, còn đâu dàn máy thì là vẫn là dàn máy cũ của chú. Chú tận dụng sử dụng lại. Và đây ra các bác này, có thể tưởng tượng không, ra một cái không gian rộng mênh mông luôn. Rộng mênh mông luôn. Đấy, có hai cặp dây thôi, kêu cũng to tướng rồi. Chả kém gì những cái đôi loa to gọi là to những cái tủ. Đây bé bé con bê vác rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Với cái cấu hình này thì nó trọng lượng nó chỉ khoảng độ 24 cân trên một chiếc loa kia. Các bác sẽ vận chuyển rất là nhẹ nhàng. Và súp kép này thì DVS là dự kiến nó sẽ nặng khoảng độ 65 cân các bác nhé. Do là con này là súp kép từ neo, cho các bác mà chơi súp kép từ thường thì cứ xác định nó phải tầm độ 75 đến 80 cân trên một chiếc. Và đây cặp này thì là cặp súp kép từ neo luôn. Đấy, DVS thì đã lắp sẵn bánh xe cho chú, rất là tiện dụng. Và với cái combo bánh xe này là thêm 800 nghìn nữa các bác nhé. Đây là thùng của DVH này coi nhỉ. Thùng này thì mình là thùng mình đặt nhá. Gỗ họ làm gỗ đỏ rất là đẹp. Và sơn xi này chuẩn chỉ luôn. Đấy, bây giờ anh Việt đã bắt đầu thu đồ. Thu đồ để đi về thôi các bác. Tại vì mưa rồi luôn. Bây giờ phải về. Tại vì chiều nay lại có khách sang tiếp tục lắp ráp những cái đôi loa dây. Thế với một cái cấu hình như này thì các bác không cần phải bỏ ra một cái số tiền quá lớn. Loanh quanh chỉ độ vài chục triệu thôi. Vài chục triệu tiền loa thôi. Các bác đã có thể có súp, có full như này. Đấy, với một cái cấu hình rất là cơ bản. Và đặc biệt là hát thì tiếng mic vào cái loa neo này, tiếng mic nó bén cực kỳ các bác nhá. Có thể các bác đang hát những cái loa từ thường nghe tiếng mic nó chưa được bén cho lắm, nhưng vào cái loa từ neo này cái tiếng nó nổi, nó bén, nó rất là bén. Và mình hát nói chung là cảm giác mình cất cái tiếng hát lên, hát nó sướng các bác nhá, hát nó sướng và tiếng nó bay xa. Đấy, loa đồng bộ từ neo luôn, oánh rất là phê. Rồi ok, cũng đến hồi kết rồi thì DVS xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả quý đã theo dõi kênh của DVS suốt thời gian vừa qua và xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ. Và các bác có nhu cầu sắm những cái đôi loa để đi oánh những cái sân khấu sự kiện nhỏ nhỏ vừa vừa này thì alo trực tiếp cho DVS để được tư vấn và đặt hàng nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau ạ.